Rồi, chào mọi người nha. Hôm nay mình hướng dẫn mọi người cách quay màn hình không cần phần mềm gì luôn. Có tiếng luôn nha. Quay vừa quay được màn hình mà có âm thanh luôn á. Đây. Màn chính đây. Đầu tiên á là mình vô phần cài đặt. Cài đặt. Mình sẽ vào mục trung tâm điều khiển nha. Trung tâm điều khiển mình kéo lên, nó có hai mục điều khiển được bao gồm và điều khiển khác. Ở đây là mình bật ghi màn hình sẵn rồi, bây giờ để mình tắt nè. Đó, mình xóa và nó quay ngược về nó dưới đây này, ở mục điều khiển khác nè. Thì mình sẽ tìm thấy mục ghi màn hình có dấu cộng thấy bên trái đó, mình bấm vô dấu cộng rồi nó sẽ lên đây này, xuất hiện cái mục ghi màn hình nè, đúng không? Vậy là mình mở được rồi nha. Xong mình kéo xuống thì mình sẽ thấy cái mục ghi màn hình nằm ở đây nè nha. Xong mình nhấn giữ, nó sẽ hiện lên như vậy nè. Nếu mà mình muốn ghi màn hình không có tiếng thì mình tắt micro nè, tắt đi là mình chỉ quay màn hình thôi, không có tiếng. Còn mình mở micro vậy là mình quay màn hình là có tiếng luôn mọi người, không cần phần không cần tải phần mềm gì nha, chỉ đơn giản vậy thôi.